Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Địa điểm giao lưu hôm nay là phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Có đến nhà của anh Khải để giao lưu một số phôi mai. Thì mời quý vị và các bạn vào để giao lưu của anh Khải ạ. Rồi em chào anh Khải ơi. Dạ con xin kính chào bà con, cô chú, anh chị gần xa. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng và phôi mai tứ quý. Em xin giao lưu cùng quý bà con cô bác. Thì thấy hợp nhãn phôi mai nào thì giao lưu ủng hộ em qua số điện thoại là 0918 936 451. Và đó cũng là số Zalo của em, của con ạ. Dạ, rồi giờ mình vô phôi đầu tiên anh. Dạ. Dạ, phôi mai đầu tiên là phôi mai tứ quý. Dạ, dạ. Phôi mai tứ quý quý vị ơi. Có hình dáng trường ạ. Dạ. Phôi mai tứ quý quý vị ơi. Dạ. Rồi ok, cho em xin thông số luôn. Rồi. Dạ, thông số chỗ này là hoành 28. Ok, hoành 28. Dạ, cao, chiều cao nó là 70. Hậu luôn anh. Dạ, hoành 28, cao 70. Dạ, cao 70 luôn quý vị ơi. Dáng trường ạ. Dạ. Cho em xin đường kính bầu luôn nha. Rồi. Đường kính bầu mình 35. Rồi, ok. Đường kính bầu 35 luôn quý vị ơi. Rồi em xin giao lưu với quý bà con cô bác cái phôi mai tứ quý này là giá 2.200.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị ạ. À. Ok, 2.200.000 bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Rồi ok anh Khải ơi. Rồi đổi phôi luôn. Tiếp tục là phôi số 2 quý vị ơi. Rồi phôi mai thứ hai là phôi mai tứ quý luôn ạ. Phôi mai tứ quý luôn quý vị ơi. Này cũng có dáng trường, có cái cành quái quái cô chú anh chị. Dạ. Nguyên một bệ đế. À, có cái chân trước, chân sau. Dạ. Rồi anh quay cho em xem cái đế dòng. Dạ. Rồi ok, cho em xin thông số luôn. Rồi. Dạ, hoành là 27 năm ạ. Ok, hoành 27 năm quý vị ơi. Rồi, chiều cao là 70. Cao 70 luôn. Anh đo hào hào cho em. Rồi. Chiều cao là 70. Dạ. Rồi ok. Rồi. Rồi em xin giao lưu phôi mai này là giá 2.700.000, em bao phí toàn quốc ạ. Ok, 2.700.000 bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi. Dạ. Mã số 2 anh. Dạ, mã số 2. Rồi ok, đổi phôi luôn anh ơi. Tiếp theo là mã số 3 quý vị ơi. Rồi, mã số 3 là phôi mai tứ quý dáng trực lùng lực ạ. Dạ. Tiếp tục là một phôi mai tứ quý, mã số 03 quý vị ơi. Rồi. Đây có bộ đế vậy. Dạ. Dạ. Cái này chi cành đều cô chú anh chị, mình về mình ghép cúc thọ hương hoặc là giảo thủ đức này kia mình cũng mau chơi ạ. Dạ. Rồi cho em xin thông số luôn anh ơi. Dạ, hoành là 35 ạ. Ok, hoành 35 quý dạ, vị ơi. Dạ, chiều cao là 65. Cao 65 quý vị ơi. Dạ, em xin giao lưu phôi mai tứ quý này là giá 2.500.000, em bao phí hết. Dạ, 2.500.000, bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ. Dạ, con xin lọc đại cái số điện thoại của con là 0918 936 451, và đó cũng là số Zalo của con ạ. Ok anh. Rất mong được cô chú anh chị gần xa ủng hộ, em xin cảm ơn ạ. Dạ. Rồi ok, đổi phôi luôn anh ơi. Rồi, mã số 04.
Rồi, phô mai kế tiếp là phô mai số 4, phô mai tứ quý. Cũng dáng trực tàn thông ạ. Một thân một cốt gốc ngọn chi cành đều ạ. Cây rất mạnh cô chú anh chị. Dạ. Này nó có đế, bộ đế cũng đều bốn mặt ạ. Đế khá đều quý vị. Cộng đế to. Rồi, anh cho em xin thông số luôn anh. Rồi. Dạ, hoành mình là 34, mình tính 33. Ok, hoành 33 quý vị ơi. Dạ, chiều cao là 90. Cao 90 luôn quý vị ơi. Dạ, giá em giao lưu là 2.800.000, em bao ship toàn quốc các chú chị ạ. Dạ, 2.800.000 quý vị ơi. Mã số 4. Phô mai tứ quý anh. Dạ, phô mai tứ quý. Dạ. Rồi, ok anh Khải ơi. Rồi, bây giờ tới mã số 5. Mã số 05 quý vị ơi. Rồi, cây kế tiếp là cũng là phôi mai tứ quý, mã số 05. Phôi mai tứ quý, mã số 05. Này, một thân, một cốt, giót ngọn ạ. Dạ. Cây sống rất khỏe, mặt cắt kéo sẹo hết. Này cô chú anh chị về là ghép liền. Dạ. Nó kéo sẹo hết, cây rất mạnh. Kéo sẹo hết rồi quý vị ơi. Này về mình đóng bo cúc thọ hương một chảo Thủ Đức vô chơi là Tết là có bông chơi được cô chú anh chị. Dạ. Đế bự ạ, có cầm tay em ạ. Dạ. Đế nhìn khá lực á. Rồi, cho em xin thông số luôn. Dạ, hoành đê, hoành thân em đo tại vị trí này nó là gần 44 ạ. Nhưng mà okay, em tính hơn 42 ạ. Dạ. Khoảng 42 ạ. Rồi. Chiều cao nó là 1m. Cao 1m luôn quý vị ơi. Cây giao lưu sao anh? Cây này giao lưu giá 3.700.000, em bao ship toàn quốc cô chú anh chị ạ. Dạ, 3.700.000 bao ship toàn quốc. Ok, tỏ kho luôn anh ơi. Chưa được. Rồi, tiếp theo là mã số 6 quý vị ơi. Rồi, cây kế tiếp là mã số 6. Này một thân một cốt gót ngọn chia cành đều ạ. Mai vàng hay tứ quý anh? Này tứ quý không em? Vẫn tứ quý luôn ha. Dạ. Rồi. Cây sống rất khỏe, mặt cắt kéo sẹo. Dạ. Em coi cho bà con xem. Rồi ok. Dạ, chia cành đều luôn. Cho em xem cái đế cái đi. Rồi. Đế. Dạ. Cũng đều bốn mặt cô chú anh chị ơi. Rồi ok, cho em xin thông số luôn anh. Dạ, hoành thân là 35 ạ. Hoành thân 35 quý vị ơi. Chiều cao là 128 ạ. Một cao 128 quý vị ơi. Rồi em xin giao lưu cô chú anh chị phôi mai này giá 3.500.000 bao ship toàn quốc luôn ạ. 3.500.000 bao ship toàn quốc quý vị ơi. Phôi mai tứ quý, mã số 06. Rồi ok, đó phôi anh ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 07. Tứ quý luôn ha anh. Ờ, tứ quý luôn. Mã số 07. Phôi mai tứ quý. Này một thân một cốt dốc ngọn chi cành đều luôn của cô chú anh chị. Dạ. Nếu cô chú anh chị chơi phong cao thì lấy hết này, còn nếu mình chơi bonsai lùng lực thì mình cắt xuống từng này. Dạ. Cho nó gọn cây đều, còn mình thích cao thì mình để như vậy mình ghép. Dạ. Đấy cũng đều cô chú anh chị, cũng bự cơ.
Rồi, cho em xin thông số luôn anh Khải ơi. Cây này hoành 25, chiều cao là 113. Dạ, hạ hoành cho em. Em hạ hoành cho bà con xem tiếp. Hoành 25 cô chú anh chị này, hoành 26 hơn, hoành 25. Dạ. Cao 113. Dạ. Cây giao lưu sao anh? Rồi, em xin giao lưu cô chú anh chị, phôi mai này là giá 1,5 triệu bao ship ạ. Dạ. 1,5 triệu bao ship quý vị ơi, phôi mai tứ quý. Mã số 07. Rồi, ok anh ơi. Tiếp tục là mã số 08 quý vị ơi. Mã số 08. Tứ quý luôn hả gì anh? Rồi, tứ quý luôn. Phôi mai tứ quý mã số 08. Cây này nó có cái bộ đế nôm dài nha cô chú anh chị. Dạ. Em đo cái từ cổ rễ xuống nôm nó là 25 ạ. 22 tấc rưỡi. Dạ, 2 tấc rưỡi 25. Cái hoành bầu của nó. Hạ hoành bầu của cô chú anh chị coi là nó 90. Dạ ok. Này đế đặt luôn ạ. Dạ, quay vòng bộ đế cho em coi. Bộ đế nó bằng cầm tay luôn. Dạ. Cái này chia cành đều. Gọn cây ạ. Dạ. Rồi xin báo thông số là cây này là hoành 30, cao là 95, giá là 1,8 triệu ạ. Ok. Rồi ok anh ơi, áp phôi anh ơi. Mấy nhỏ đây con. Rồi tiếp tục là mã số 09. Rồi mã số 9 cũng là phôi mai tứ quý à cô chú anh chị. Này có dáng trường hình thú à. Này cô chú anh chị chơi ghép mình ghép 3 bo là đủ à. Dạ. Ở đây một bo. Đây một bo. Này đọt chủ đi lên à. Chực lắc ha. Chực lắc. Dáng trường. Nó có cái đuôi. Dạ. Cái đuôi hai chân trước. Quay thêm vòng rồi. Rồi cây này em đo được là hoành hào là cô chú anh chị coi là hoành nó 29. Hoành tại vị trí này nó hơn 30 nhưng mà tính của cô chú anh chị 29 em đo. Ok. Cao 42. Ok. Giá 1,5 triệu em bao phí ạ. 1,5 triệu quý vị ơi. Cây này lục lực. Dạ, mã số 9 à. Mã số 9. Tứ quý. Rồi ok. Tiếp theo là mã số 10 quý vị ơi. Và đi sau lưng, đừng đi trước mặt. Rồi, phôi mai tứ quý số 10. Cây này đều mạnh khỏe hết trơn cô chú anh chị. Yeah. Rất mạnh à. Mà cắt kéo sẹo về mình ghép mau chơi ạ. À. Đây ra đế còn. Cây này có bề hoành là 28, cao 75 ạ. À. Hoành 28, cao 75 quý vị ơi. Rồi giao lưu cô chú anh chị giá 1,7 triệu em bao ship. 1,7 triệu ạ. À. 1,7 triệu mã số 10. Tứ quý ha. Tứ quý luôn. Dạ. Rồi ok anh ơi. Tiếp tục là mã số 11. Rồi mã số 11 hôm nay tứ quý. Này chi cành cũng đều nhỏ gọn. Rồi ok, trên xin thông số luôn. Dạ, về hoành thân nó là 25. Ok, hoành 25 quý vị ơi. Dạ, chiều cao là 93. Cao 93 quý vị ơi. Dạ, em giao lưu giá 800 ngàn, em bao ship ạ. Dạ.
Này 800 chi... ngàn bao ship quý vị ơi. Chi cành đều cô chú anh chị ơi, về ghép mau chơi ạ. Dạ. Rồi ok anh ơi, ở foil luôn. Này tứ quý luôn á anh. Tứ quý luôn. Dạ. Rồi phôi số 12 cũng là tứ quý. Phôi mai tứ quý luôn quý vị ơi. Mã số 12. Này cái bộ đế xổm của nó đều rất đẹp cô chú anh chị. Nó đều hết trơn. Chi cành cũng có. Mình thích cao tàn thì mình để về chơi, mình ghép cúc thọ hương vô mình chơi. Còn không thích tàn cao gì thì mình cắt lại bonsai. Cắt lại. Ok, cho em xin thông số luôn anh. Rồi cây này có bề hoành là 25, chiều cao là 103. Dạ. Yeah. Giá là 1.300.000 em bao ship. Ok. Dạ em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0918 936 451 và đó cũng là số Zalo của em. Rất mong được cô bác anh chị em gần xa ủng hộ. Em xin cảm ơn ạ. Ok. Rồi đó thôi anh ơi. Rồi tiếp theo là mã số 13 quý vị ơi. Dạ phô mai số 13 cũng là phô mai tứ quý. Này có bộ đế đều luôn cô chú anh chị. Cộng đế nó cả khúc cây ạ. À. Mã số 13 quý vị ơi. Bộ đế này rất đều. Chảy về luôn. Cây nhỏ mà gọn. Rồi cho em xin thông số luôn anh Khải ơi. Hoành thân đo được vị trí này là 24. Chiều cao 72. Giá 1.300.000 em bao ship. Rồi ok anh Khải. Rồi tiếp tục là mã số 14 quý vị ơi. Tứ quý luôn anh Khải. Tứ quý luôn. Rồi mã số 14 nha cô chú anh chị. Mã số 14 quý vị ơi. Cây này thì cái bộ đế nó hơi yếu, bù lại nó được cái chi cành đều. Dạ. Cái bề hoành nó tại vị trí này là 23, chiều cao là 130. Dạ. Em giao lưu phô mai tứ quý này giá 800.000, em bao phí toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ạ. À. Cây này thích hợp cho anh chị em tập chơi, mình ghép loại giống mai mà mình yêu thích, mình ghép vô mạnh lắm cô chú anh chị. Dạ. Hoành 23, cao 130, giá 800.000, em bao ship. Rồi, ok anh Khải ơi. Còn tứ quý này nè ba. Rồi tiếp theo là một phôi mai tứ quý nữa quý vị ơi. Dạ, tiếp theo là phôi mai tứ quý số 15. Mã số 15 quý vị ơi, phôi mai tứ quý mã số 15. Cái này cái củ đế nó dày đặc luôn cô chú anh chị. Rồi, cho em xin thông số lên anh Khải. Cây này hoành là 34 cô chú anh chị ơi. Hoành 34 quý vị ơi. Chiều cao nó là tính từ giọt ngọn. Chiều cao nó là 62. Cao 62 quý vị ơi. Tính từ mặt cắt ở đây là 34. 34. Đường kính bầu nhiêu anh? Đo đường kính bầu luôn nha. Đường kính bầu nó 50. Ok. Cái
cái cụ đế của nó luôn cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị tham khảo cái cụ đế. Cụ đế nó là 74 ạ. Ok, cụ đế 74 quý vị ơi. Cái giao lưu sao anh? Cái này em giao lưu giá 4 triệu bao ship toàn quốc luôn ạ. Mã số 15. Mai tứ quý. 4 triệu ạ. Đọc số điện thoại là cái anh Khải ạ. Số điện thoại của em là 0918 936 451 và đó cũng là số giao lưu của em ạ. Rồi ok, đó phải anh ơi. Đây nè. Đây vậy. Tiếp tục là mã số 16 quý vị ơi. Đây con mấy nhỏ nhỏ để con. Rồi con xin qua cái phôi mai vàng cô chú anh chị. Yeah. Có 15 phôi mai tứ quý, giờ hôm qua là mấy phôi mai vàng. Yeah. Và phôi mai vàng này là số 16. Mã số 16 là một phôi mai vàng quý vị ơi. Cái này cây này là lùng lực búp măng chi cành đều luôn ạ. Mặt cắt kéo sẹo trơn cô chú anh chị. Nó lên được luôn à, cây rất mạnh ở đây. Nó có cái lũa này là nó cạn nha em, là mình khự ra mình chét keo là hết, không có gì hết rồi, nó cứng ngắt rồi. Rồi đá luôn rồi. Rồi cho em xin thông số luôn anh Khải ơi. Rồi phô mai vàng này có bề hoành là 36, chiều cao là 38. Dạ. Em giao lưu là giá 3.300.000 em bao phí á. Mã số 16 phôi mai vàng 3.300.000 bao ship toàn quốc luôn cái gì ơi. Rồi ok anh Khải ơi, đó phôi lên Khải ơi. Rồi cây mai vàng số 17. Mã số 17 mai vàng. Dạ hoành 18, cao 53. Ok, hoành 18, cao 53 quý vị ơi. Giá 1.400.000 em bao ship toàn quốc à. Dạ. Cây này có hình dáng long, chi cành đều. Cô chú anh chị về ghép mau chơi luôn. Nhắc lại thông số mà em cái nữa Linh Khải. Rồi cái thông số đo được tại vị trí này là 18, hoành thân 18, chiều cao 53. Dạ. Giá 1.400.000 bao ship toàn quốc ạ. Mã số 17 ha. Rồi mã ok anh Khải ơi. Tiếp theo mã số 18. Này cũng là phô mai vàng của chú anh chị. Hình dáng thú mà lùng lực luôn ạ. Mã số 18 quý vị ơi. Nó có cái đuôi. Anh em ghép hai bo cúc tổ hương sống mạnh cô chú anh chị. Dạ. Này cái đuôi, này hai chân trước. Cây rất mạnh. Rồi thông chân. Số của nó là hoành số 18, hoành 18, cao 15, giá 1 triệu em bao ship ạ. Dạ. Cây này em ghép được hai bo cúc tổ hương sống mạnh nè cô chú anh chị. Đang ghép hai bo cúc tổ hương luôn quý vị ơi. Cây này chưa bonsai được ha. Đến bàn được. Dạ, bonsai có được cái bàn. Đuôi. Dạ. Rồi, ok anh ơi, đổi. Tiếp tục là mã số 19, phôi mai vàng luôn anh Khải. Phôi mai vàng. Mã số 19 phôi mai vàng. Dạ phôi mai vàng này có bài hoành là 21, cao là 40. Dạ. Giá 400.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ạ. À. Rồi quay cho em vòng xem bộ đế anh. Đế nó cũng trung bình thôi cô chú anh chị. Dạ. Rồi ok anh Khải. Mã số 20. Tiếp theo là phôi mai vàng mã số 20 ạ. À. Là phôi mai này có bề hoành là 24, em đo vị trí này là 24. Dạ. Cao là 25. Okay. Giá là 400.000 em bao ship toàn quốc ạ. 400.000 bao ship toàn quốc luôn quý vị ơi.
Đọc số điện thoại lên giùm em luôn cái anh Khải. Số điện thoại của em là 0918936451 và đó cũng là số Zalo của em, rất mong cô chú anh chị gần xa ủng hộ ạ. Em xin cảm ơn nhiều ạ. Rồi ok. Rồi đã phone anh ơi. Rồi phone mai số 21. Có bề hoành là 23, cao là 26. Giá 400.000, em bao ship toàn quốc. Ok. Có bộ đế nghiêng trước. Phone mai vàng mã số 21 nha quý vị. Hoành 23, cao 26, giá 400.000. Rồi ok anh Khải ơi. Rồi mã số 22 quý vị ơi. Phôi mai vàng mã số 22. Này phôi mai vàng mã số 22 cũng là cái phôi cuối cùng của clip em ạ. À. Yeah. Cái hoành là 31, cao là 36, giá 500.000 em bao ship toàn quốc ạ. À. Ở đây nó có cái cây tử ở đây. Rồi ok anh Khải ơi. Dạ cuối clip em xin gửi lời chúc sức khỏe cô chú anh chị gần xa có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Rất mong được có cô chú anh chị ủng hộ em. Em rất cảm ơn ạ. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0918936451 và đó cũng là số Zalo của em. Và cũng rất cảm ơn quý bà con cô bác thời gian qua đã ủng hộ em. Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào ạ. Dạ chào anh Khải, chào quý bà con cô bác luôn ủng hộ kênh Bonsai Cần Thơ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.